Tối ngày hôm qua 25 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo. Trong bầu không khí thân mật, hữu nghị và tin cậy, hai thủ tướng đánh giá quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa Việt Nam và Bỉ trong gần 50 năm qua phát triển tích cực, đa dạng và thực chất với nhiều khuôn khổ hợp tác phong phú, bổ sung cho nhau và phát huy được các thế mạnh của cả hai bên, trong đó có việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về nông nghiệp vào năm 2018. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Bỉ, thành viên quan trọng trong EU, nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA và đề nghị các nghị viện Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA, tạo động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU cũng như giữa hai nước Việt Nam và Bỉ về kinh tế và chiến lược. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư kinh doanh Bỉ sang làm ăn và hợp tác lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như vận tải biển, cảng biển, dịch vụ hậu cần, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Chính phủ Bỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu nông thủy sản, đặc biệt là gạo, cà phê, cacao và hoa quả theo mùa của Việt Nam như vải thiều, nhãn, thanh long vào thị trường của Bỉ và EU, thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, đáp ứng lợi ích các doanh nghiệp Việt Nam cũng như người tiêu dùng Bỉ và EU. Đánh giá cao những đóng góp rất tích cực hiện nay của Bỉ đối với quỹ COVAX, góp phần hỗ trợ các nước trong phòng chống đại dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Bỉ cho Việt Nam trong thời gian qua và đề nghị chính phủ Bỉ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giúp Việt Nam tiếp cận nhiều nhất và nhanh nhất các nguồn vaccine. Hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, hỗ trợ vật tư, thuốc điều trị và trang thiết bị y tế để Việt Nam sớm kiểm soát được dịch bệnh hiện đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đánh giá đại dịch COVID là thách thức đối với tất cả các nước trên thế giới, nhất trí cho rằng tiêm chủng chính là chìa khóa cốt lõi để vượt qua dịch bệnh và khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bỉ đáp ứng tích cực đề nghị của phía Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nhất trí cho rằng hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội và triển vọng to lớn để hợp tác, trong đó có giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, an ninh tư pháp, phấn đấu tăng đầu tư thương mại hai chiều hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch nhằm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Hai thủ tướng nhấn mạnh việc hai nước cần tăng cường hợp tác ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEM, Pháp ngữ, ASEAN-EU và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và toàn cầu trong thời gian tới. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tiến tới đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo sang thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Bỉ. Thủ tướng Alexander De Croo vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Vương quốc Bỉ.